xin chào các bạn đã quay lại với kênh Tuyết Mai. Ở video hôm trước thì mình đã có chia sẻ cho các bạn cách làm một cái máy bắn kẹo để nhận biết số lượng rồi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm thêm một cái máy bắn kẹo kiểu khác nữa nha. Nó trông như thế này nè các bạn. Cái này hoạt động được luôn nha. Thì khi mình nhấn cái nút màu hồng đó thì những viên kẹo của mình nó sẽ rớt ra được đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng xem video và làm với mình ha. Để làm được một cái máy bắn kẹo thì chúng ta cần phải có một cái hộp bằng bìa cắt tông như thế này nha. Thì ở đây là mình có sẵn cái hộp đựng điện thoại đó các bạn. Nên là mình lấy cái ruột của nó ra là mình được một cái hộp như thế này. Còn các bạn không có thì các bạn có thể lấy một cái hộp giấy, sau đó các bạn cắt bỏ cái phần mặt trước ra đi nha. Rồi một ít bìa cắt tông như thế này nè. Rồi kéo bút với lại dâu lọc giấy. Rồi keo đốt nữa là chúng ta có thể làm được rồi nha. Bây giờ với bìa cắt tông thì các bạn sẽ cắt cho mình một miếng, hai miếng như thế này. Đây, các bạn cắt cho mình hai miếng. Các bạn sẽ đo một miếng bằng cái bề đáy của cái hộp mình á. Tức là khi đút vào nó sẽ vừa y như thế này nè. Được không các bạn? Rồi, miếng thứ hai thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây. Miếng thứ hai thì các bạn sẽ cắt nhỏ hơn một xíu nha. Hai bên đây mình sẽ chừa đường biên nè, và dưới này cũng nhỏ hơn luôn. Rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng bút, các bạn vẽ cho mình một cái hình chữ nhật như thế này. Thì cái chỗ này chính là cái nơi mà kẹo nó rớt xuống đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái này ra nha. Rồi mình đã có được một cái hình như thế này nha các bạn. Bây giờ tiếp theo này mình sẽ để lên miếng số 1 đây mình vẽ nè. Đó các bạn. Rồi cắt ra nha. Được rồi nè các bạn. Đó, như vậy là hai miếng của mình nó trùng nhau rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ lấy que kem á các bạn. Các bạn dùng que kem như mình nè. Mình đã cắt ra hai đoạn nhỏ để mình dán vào hai cái góc của nó rồi đó. Các bạn sẽ dán vào cái góc bên phần mình nhiều hơn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng dây xu. Đây mình dùng dây thun nè. Mình luồn qua đây. Các bạn đừng có kéo dây xu sát cái miếng giấy mà các bạn để xịt lên trên nha. Đó, cho nó có một cái khe hở như thế này để cho cái miếng của chúng ta nó có thể đi qua được nè. Được không các bạn? Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm phần cái phần miếng ở trên. Thì các bạn sẽ gắn cho mình một cái chốt đây. Các bạn cũng lấy que kem này, các bạn cắt cho mình một cái miếng gỗ nhỏ như thế này. Rồi bây giờ các bạn đục một cái lỗ ở chỗ này, các bạn gắn cái que kem vô nha. Các bạn sẽ dán cái que đó vào đây nha. Rồi bây giờ quay lại miếng 1 nha. Bây giờ các bạn sẽ dùng cho mình một miếng bìa cắt tông nhỏ như thế này. Rồi các bạn sẽ nẹp ở phía trên để cho khi mà cái miếng của chúng ta nó chạy qua chạy lại nó không có bị bật lên trên đó các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn coi cấu tạo của nó nè. Phía trước là hai cái cây để một cái cọng isu vào. Rồi phía này sẽ là một cái nẹp nha. Đó. Đây cấu tạo hoạt động của nó như thế này nè các bạn. Khi các bạn đẩy cái miếng này vào á, các bạn đẩy cái miếng ở trên vào thì hai cái lỗ này nó trùng với nhau đúng không? Thì kẹo của chúng mình nó sẽ lọt qua hai cái lỗ đây. Còn khi các bạn thả ra
thì nó sẽ tụt về vị trí cũ, thì nó sẽ che cái lỗ lại là kẹo nó không có rớt xuống đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm phía trước này cho nó một cái nút để mình ấn vào ấn ra nha. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào đây nha các bạn. Các bạn cho keo xung quanh viền này. Rồi bây giờ mình cho thử cái miếng trên này vào nha. Đó các bạn nhìn nè, đẩy vào là hai cái lỗ này nó trùng với nhau là kẹo nó rớt xuống đúng không? Khi mình thả tay ra là cái này nó tụt ra là nó che lại nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ thì mình bỏ kẹo vào đây đúng không? Nó sẽ rớt xuống này. Rồi sau đó thì mình phải làm cho nó một cái phễu để nó ra chỗ cái mà cái chỗ cái khe rút kẹo ra đó. Bây giờ làm cái phễu nha. Các bạn cũng cắt cho mình một cái miếng dìa như thế này để hứng ở dưới này. Rồi trên đây thì mình sẽ làm cái phễu vô. Mình sẽ đo nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn cái phễu này vào trong luôn nha. Ở phía dưới cái khay đựng kẹo này các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái mép đại đằng trước nha. Mình sẽ cắt cái hộp này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử là cái khóa của mình nó ở chỗ nào và cái chỗ khe rút kẹo chỗ nào để mình cắt nha các bạn. Đó thì cái phần khóa của mình nó ở đây. Còn cái phần kẹo này. Cái phần khe thì nó ở đây. Đã cắt xong cái phần ngoài của cái máy bắn kẹo rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm cho cái phần phím này và những cái phần bên ngoài đi nha, rồi mình sẽ dán lại. Mình sẽ bao cái phần nút bấm bằng màu hồng. Cái xốp màu hồng nha các bạn. Cho đẹp luôn. Rồi này các bạn. Tiếp theo mình sẽ trang trí cái phần mặt ngoài nha. Mình sẽ viền các cái đường viền của chúng ta lại ha. Rồi mình đã trang trí xong, bây giờ mình sẽ dán vào nha các bạn. Sau khi dán xong thì mình được một cái máy bắn kẹo như thế này nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng bút mình vẽ, mình trang trí lên cái này tùy thích các bạn nha. Thì mình sẽ vẽ những viên kẹo này và những cái chữ mình thích đó.
Rồi và như vậy thì mình đã trang trí xong rồi này các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho kẹo vào nha các bạn. Ở đây mình dùng loại kẹo là sô-cô-la viên tròn nhỏ nhỏ như thế này nha. Rồi mình sẽ cho vào phần ở phía trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào nút thử nha. Đó, các bạn thấy những viên kẹo của chúng mình rớt ra rồi này các bạn. Làm một cái máy bắn kẹo như thế này thì không quá khó đâu các bạn. Chỉ cần các bạn quan sát và cẩn thận một tí là sẽ làm được thôi nha. Thì chúc các bạn sẽ làm được những cái máy bắn kẹo này. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều nè.